Xin kính chào quý khán thính giả của đài VGN. Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với Hoa hậu Bích Liên. Nhưng ngày hôm nay, hai cô cháu tôi chỉ nói về những công tác xã hội, những việc làm để cho cộng đồng. Có phải vậy không thưa cô? Dạ. Tôi gửi lời chào quý khán thính giả. Dạ vâng, trước hết con xin trân trọng kính chào cô và trân trọng kính chào quý khán thính giả của VGN, dạ. Của cô Lài. Chắc chắn là quý vị quen thuộc với cô Lài lắm rồi, nhưng mà lâu lâu Bích Liên mới được trở về đài, cho nên hôm nay cô Lài có nhã ý là hai cô cháu mình tâm sự đi, nhưng mà mình phải chia sẻ để mà cảm thấy cái niềm vui với nhau. Cô làm việc xã hội và văn hóa, em cũng vậy, thì bây giờ hai cô cháu mình bắt đầu để tâm sự nghe. Bây giờ dạ. Cô Lài hỏi Hoa hậu Bích Liên à, với cái tuổi trẻ như em, dạ, thì cô thấy tiền em lo cho cộng đồng, mà cô nghĩ rằng nếu em không lo, em đã retire được rồi. Có phải vậy không em? Nhưng mà em xin em tâm sự cho biết vì sao, mặc dù em là tuổi trẻ, nhưng mà em vẫn muốn dấn thân với cộng đồng. Em muốn dấn thân làm việc với cộng đồng vậy. Cô em cho biết coi. Dạ vâng thưa cô và thưa quý vị. Cô thấy không, cô hỏi con vậy, tại sao cô cả bán cả căn nhà để cô thành lập cái nhà văn hóa, để dạ. là cho mình thấy một trong những người tị nạn của mình đến với đất khách quê người. Cô còn hy sinh hơn con nhiều lắm chứ. Không có thưa quý khán giả. Cái lý do là cái lần mà tôi bán nhà đó là vì tôi vận động cho chiếc xe qua cái Rose Parade của mình. Dạ. À, đi được mình. Thứ nhất á, là chúng tôi cái trong nhà văn hóa Việt Nam muốn rằng cộng đồng của chúng ta đó, dạ. được sánh vai với cộng đồng thế giới. Dạ vâng. Vì thưa cô, tại vì cái chỗ mà cái Rose Paris đó đã dạ. làm tất cả các nước trên thế giới về dạ. tham dự. Dạ. Mà nếu mà cộng đồng của chúng ta cứ chứa súng xích với nhau hoài, dạ. chúng ta không có nói lên được cái sự mà thành công của cộng đồng của chúng ta. Vì dạ. như vậy, sau 8 năm thưa cô, mà mình vận động, dạ. thì nó mới cho. Mà thưa quý khán thính giả, trong lúc nó cho thì mình nghèo rồi. Lúc 8 năm về trước nếu nó cho thì mình không có đến nổi, dạ. Nhưng mà khi mà làm ăn là mình dấn thân với cộng đồng. Mình tối ngày mình cứ đi làm việc bên ngoài, thành ra cái trường của mình đó, nó mình không có control được hết, dạ. Thành ra nó mới bị như thế. Nhưng mà thưa quý khán thính giả, tại sao người ta cứ hỏi tôi tại sao tôi bán nhà? Thưa quý khán thính giả, làm một được việc tốt cho cộng đồng thì nó không phải dễ. Mà được sánh vai với cộng đồng thế giới để làm cái Rose Parade, đi trên diễn hành trên đại lộ Colorado, cái chuyện đó lại càng không dễ hơn nữa. Nhưng mà thưa với cô, tại vì tôi nghĩ thế này thưa cô, nhà tôi có thể mua lúc nào cũng được hết. Mình bán cái nhà này, mình làm ra tiền nữa thì mình đi mua cái nhà khác. Chúa sẽ ban cho mình được một cái nhà khác. Dạ. Rồi tôi sẽ nói với cô, sau khi tôi bán căn nhà đó, tôi được ân phước gì của Chúa ban cho tôi. Dạ. Bây giờ tôi hỏi lại cô nè, cái mục đích tôi bán nhà là để làm cho cộng đồng chúng ta, đi ngang với cộng đồng thế giới. Dạ. Và đó là cái mục đích. Còn cô còn trẻ, xin cô cho biết tại sao, xin cô nói thật, cho biết tại sao mà cô có bao nhiêu tiền cho, có đôi khi tôi biết, cô hứa. Nhưng mà cô chưa có tiền trong tay, mà cô đã hư. Điều này tôi biết. Dạ. Nhưng mà xin cô nói cho cô biết. Nhưng mà con vẫn làm phải không? Vẫn làm, hứa chậm nhưng mà lúc dạ. nào cũng cho. Con tin chắc là thưa cô và thưa quý vị, con nghĩ là công tác xã hội, cộng đồng hay từ thiện là từ tâm. Nếu mình cảm thấy rằng mình nên làm những công việc đó cho xã hội, cộng đồng, nếu như cộng đồng mình lớn mạnh và những cái thành tựu đó trong cái sự mơ ước của mình, thì con nghĩ đó là một cái niềm vui và một cái hạnh phúc riêng của mọi người. Thì chẳng hạn như cô cũng vậy, cô đã làm theo những cái ước nguyện của cô, những cái hoài bão của cô, thì cô vui phải không ạ? Dù rằng có bán một căn nhà đi chăng nữa, thưa quý vị, cô Lài vẫn vui trong cái tâm của cô. Đối với Bích Liên cũng vậy thưa quý vị, bởi vì Bích Liên là một người tị nạn như bao nhiêu triệu người Việt Nam của chúng ta đến đất khách quê người. Nhưng Bích Liên nhìn lại đằng sau của Bích Liên, thưa cô và thưa quý vị, biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Mảnh đời bất hạnh của chúng ta đây có nghĩa là không có cơ hội như mình tiến thân và cầu tiến. Vì lẽ đó khi Bích Liên ra xã hội trưởng thành với cái tuổi hàng ngày với xã hội của mình, thì Bích Liên có cái cơ hội làm ăn khi có tiền. Bích Liên lại thương cảm và đồng cảm chia sẻ với những người bất hạnh ngoài kia.
cũng như quý vị thấy biết bao nhiêu lần thiên tai bão lụt tại đất Mỹ mình chứ không cần phải ở đâu xa, thì cũng đều kêu gọi với những người có công ăn việc làm, những người có cơ sở thương mại, trong đó có Bích Liên thưa cô. Khi mà Bích Liên làm những công việc đó đó, Bích Liên cảm thấy trong lòng mình có những cái sự hạnh phúc, những cái sự an vui, bởi vì mình làm được việc, mình mang tiền của mình mang cho người ta, nhưng mang cho tiền đó mình soi dịu một phần nào trong cái sự bất hạnh và khổ đau. Cho nên từ đó Bích Liên nghĩ rằng mình nên làm, và từ đó cho đến bây giờ Bích Liên vẫn tiếp tục làm, bởi vì mỗi một khi làm Bích Liên được lại rất là nhiều hạnh phúc cho chính bản thân mình. Thưa quý vị, cho nên cô thấy rằng đó, quý vị thấy khi nói rất là dễ mà thi làm có dễ hay không, cái đó là tùy con người nữa. Chính Bích Liên cũng có một vài lần đại diện cho ban tổ chức các lễ lớn hoặc là những cái tổ chức lớn mà Bích Liên đến những người cơ sở thương mại hay những người bạn của mình để mà xin cái phần đóng góp cho những cái ban tổ chức đó. Mà xin thưa với cô và thưa quý vị, rất là khó. Thưa quý vị, đây là cái niềm chia sẻ thật sự. Bích Liên cho ra thì Bích Liên thấy rất là dễ. Nhưng Bích Liên đi xin cho người khác, không phải xin cho Bích Liên. Nhưng mà thưa quý vị, Bích Liên đi 5 lần 7 lượt chưa chắc có nữa, thưa quý vị. Cho nên Bích Liên rất là thương. Vì lẽ đó, tất cả những gì mà Bích Liên có được trong khả năng của mình, thưa cô. Cho nên quý vị nhớ, cô lại có nói rằng Bích Liên hứa, hứa để cái người đến hỏi mình, họ không mất cái thất vọng. Không có, chẳng hạn như đến hỏi mình mà mình say no đi về thì người ta phải thất vọng và buồn. Cho nên Bích Liên không muốn thương người ta đau, có nghĩa làm cho người ta thất vọng khi đến với Bích Liên. Cho nên dù rằng Bích Liên chưa có sẵn sàng trong tay, Bích Liên vẫn hứa, bởi vì Bích Liên có niềm tin là với khả năng Bích Liên sẽ có, sẽ làm ra và sẽ có để đóng góp theo cái lời hứa của mình. Cho nên xin phép với cô và thưa quý vị, cũng xin chia sẻ với quý vị, chưa một lần nào mà Bích Liên hứa mà Bích Liên không làm cả. Cho nên Bích Liên rất tự tin và rất hạnh phúc khi mình làm được những cái việc đó, thưa cô. Thưa quý khán thính giả, vừa rồi thì tôi có hứa với Hoa hậu Bích Liên ngày hôm nay hai cô cháu tâm sự 100%. Dạ. Tôi muốn hỏi thăm Hoa hậu Bích Liên rằng trong cuộc đời của Bích Liên, tôi là Công giáo, Bích Liên là Phật giáo. Dạ, dạ vâng. Chúng ta nói về tâm linh, chúng tôi giờ nói đứng tối cao. Dạ. Thưa cô Bích Liên, thưa quý khán thính giả, khi mà tôi bán căn nhà của tôi, tôi được Chúa ban phép lợi cho tôi. Dạ. Tôi mua một căn nhà tại California mà có 135.000. Wow. Gần một mẫu đất ở tại trong một thành phố. Dạ. Mà cái lý do cái ơn phước đó tôi được lại là vì lúc đó tôi cũng không còn tiền nhiều nữa. Dạ. Vì không có tiền làm xe qua phải bán nhà thì cô Hoa hậu Bích Liên thấy tôi đâu còn bao nhiêu nữa. Dạ. Khi thưa quý khán thính giả, khi chúng ta làm việc xã hội, cái cơn rốc của những người khổ họ cứ đến với chúng ta. Dạ. Thì chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng người khác cần hơn chúng ta. Thì đến khi chúng ta dừng lại thì chúng ta đã quá muộn. Dạ. Có phải vậy không thưa cô? Dạ. Thưa cô và thưa quý vị, nếu mà nói đến Phật Chúa thì ai cũng có một cái tâm linh riêng. Quý vị có thể là theo bên Chúa, quý vị có thể theo bên Tin Lành, rồi quý vị có thể theo bất cứ một đạo gì mà quý vị có thể tin được, hoặc là quý vị được một cái ơn phước gì đó thì mình có thể theo được. Con nhớ không lầm là con có người quen có nói rằng một ngày nọ đó thì hai ông bà này không có con, ở với nhau lâu quá thì mới đến bên Đức Mẹ để cầu nguyện Đức Mẹ cho con xin một đứa con. Thì nếu mà được như vậy, tụi con sẽ đi vào đạo Thiên Chúa. Thì một ngày nọ, bà vợ ở nhà, cô mới mang thai và sinh được một người em gái. Con gái rất là xinh xắn mà rất là ngoan. Thì sau đó, ông bà lại đi vào đạo theo lời hứa cầu nguyện. Mà trước đây là ông bà là một trong những người đạo Phật. Rồi ngược lại, bên Phật cũng vậy. Con trước đây thì con khi con qua Mỹ thì con cũng được bên đạo Công giáo bảo lãnh, thì con cũng đã rửa tội để được về bên Công giáo. Con cũng là một ca đoàn viên trước đây cũng rất là lâu năm, chắc chắn là quý ngài ở Wichita, Kansas.
là chắc chắn quý vị biết Bích Liên cũng là một ca đoàn của ca đoàn Teresa ở Thánh Mẫu, ở Cottage Thánh Mẫu đó. Hàng năm thì đường có lễ Thánh Mẫu vào tháng 8. Thì sau những năm đó trở đi thì sinh hoạt với cộng đồng mình bên đó một thời gian thì mẹ Bích Liên qua đời. Thì trong thời điểm đó mẹ Bích Liên qua đời thì Bích Liên cảm thấy thời gian đó thì người ta không cho cúng mẹ, không có cho thờ. Thì Bích Liên cảm thấy mình đi ra khỏi gia đình cha mẹ mình, mà mẹ mình qua đời mình không được cúng, không được tưởng nhớ đến bằng một cái sự cúng kiến trong nhà, thì nó cảm thấy mình bất hiếu quá. Thì Bích Liên mới về Việt Nam cúng kiến thì bên mộ mẹ mình, thì về nhà mình không thấy nhìn thấy hình ảnh nữa. Thì lúc đó Bích Liên quyết định là sẽ thấy ở nhà có cúng thì Bích Liên xin phép là thờ mẹ của mình trong nhà. Và thưa quý vị, mỗi một khi mà Bích Liên cầu nguyện, không chỉ Bích Liên cầu nguyện bên chư Phật mười phương gia hộ, mà Bích Liên cũng đến với Đức Mẹ, đi đến với mẹ, nếu con xứng đáng công việc đó thì mẹ cho con cái niềm tin, hoặc là mẹ cho con nằm mơ để con thấy cái việc đó, để con tin chắc là cái việc đó con sẽ làm được. Nhưng mà thưa cô, con thấy cho nên vì lẽ đó con mỗi một lần mà con cầu nguyện thì con được. Không chỉ bên Đức Phật không, mà con cũng được bên mẹ Maria, bên Chúa nữa. Nhưng con tin chắc là cái tâm mình, nếu mình quyết tâm, mình cố gắng thì ơn trên nào cũng không phụ lòng mình cả. Thì con được cái phước là con đâu có xin nhiều. Ngày hôm nay như cô thấy con nổi tiếng, con thành công, cô cho là như vậy. Nhưng trước đây con đâu có nghĩ như vậy. Con không có nghĩ là con có một người nào biết đến, tại vì con không có người thân ở Mỹ, thưa cô và thưa quý vị. Chỉ có mấy chị em đi với nhau thôi, thì đâu có gia đình, cha mẹ, bà con nhiều đâu. Nhưng đến giờ phút này thì con được hầu như là được biết đến rất nhiều và nhắc đến rất là nhiều nơi. Đó, con cũng đã được ơn rồi. Tôi xin thưa quý vị khán giả một câu chuyện sau đây. Em có nhớ cái ngày mà em dự cái lễ của Hội Cao Niên Á Mỹ không? Dạ, dạ vâng, cách đây năm rồi cô. Một năm. Dạ. Quý khán giả, ngày hôm đó tôi gặp Hoa hậu Bích Liên đứng ở trước cửa của Sài Gòn bờ Art Center đó. Thì tôi chạy tới, tôi tính tôi ôm, tôi mừng. Thì tôi thấy nước mắt của Hoa hậu Bích Liên ràn rụa. Thì Bích Liên nhẹ nhàng nói với cô tôi như thế này: cô ơi, ba em vừa mất ở Việt Nam, em có thể cho cô biết cái tâm tình của em khi mà hãy tin cha mất như vậy, mà em còn đủ can đảm để em đứng lên em phát biểu cảm tưởng mà không ai có thể biết là cô Bích Liên mình cha vừa mất mà em vẫn còn giữ đúng lời hứa xin em nói. Dạ vâng, thưa cô, cảm ơn cô. Coi như là ngày hôm nay mình tâm tình với cô và tâm tình với khán giả, thưa quý vị. Chắc cô Lài hiểu được, tại vì trong những năm tháng cuối cùng của đời ba của Bích Liên, tại vì mẹ Bích Liên đã qua đời từ khá lâu rồi, thì chỉ có một người cha già trong bao nhiêu năm, thì hai cô cháu cũng lâu lâu tâm sự hỏi Bích Liên đi đâu, làm gì, thì Bích Liên cũng tâm sự. Có nhiều lần Bích Liên về thăm cha của mình vào những năm cuối cùng của cha, có hai năm cuối cha bệnh á, thì Bích Liên thường hay về bên cạnh cha, cho dù không làm được chuyện gì nhưng mà nhìn thấy cha nằm thì cha cũng rất là vui, nhìn thấy con trở về và hỏi khi nào đi. Thì những cái cử động cũng như là những cái hành động và những cái sự chân thành đó mà hai cha con không nói được thì Bích Liên cũng cố gắng luôn luôn dành thời gian tranh thủ công tác xã hội, cộng đồng, kể cả công việc của mình, nhưng mà vẫn về. 3 ngày, 5 ngày con cũng về với cha mình, tại vì con ước nguyện của con là ngồi bên cạnh cha con trong cái thời gian gọi là cái hơi thở cuối cùng. Dạ, con mơ ước hơi thở cuối cùng để con được ngồi bên cạnh cha con. Nhưng mà thưa quý vị, tại vì có hứa với bên Hội Á Mỹ Cao Niên của Á Mỹ đó, thì làm cái chương trình lớn đại hội tại Performing Arts Center tại miền Nam Cali. Thì anh trưởng ban tổ chức có nói với Bích Liên là ngày hôm đó Bích Liên lên sân khấu để mà phát biểu cũng như đóng góp chương trình ngày hôm đó để quay video live trực tiếp. Cho nên Bích Liên như lời hứa thì Bích Liên giữ. Trong những ngày đó thưa quý vị, nó rất là bối rối, bởi vì ba Bích Liên ngày càng xa, càng gần tới cái ngày ra đi rồi. Bích Liên thì chuẩn bị cái ngày thứ bảy đó, thì đến cái ngày cái chương trình Chủ nhật là cái chương trình diễn ra của Hội Cao Niên của Á Mỹ. Thì Bích Liên muốn đi về Việt Nam lắm, nhưng mà nếu về đó thì sẽ bỏ cái chương trình này. Thì Bích Liên cũng mong mỏi là ba của mình sẽ kéo dài hơn, sau cái chương trình rồi Bích Liên sẽ bay. Nhưng mà xin thưa quý vị, sáng ngày hôm đó
buổi chiều 5 giờ chiều thì chương trình bắt đầu. 5 giờ sáng ở bên này thì Bích Liên thấy hàng loạt cái tin nhắn Viber ra là ông nội đang bị cái này, ông nội đang bỏ ăn cái kia. Thì Bích Liên cứ là bắt đầu bắn người lên rồi, xôn xao quá, bây giờ mình đi về ngay từ bây giờ thì có vé, mà bây giờ chương trình 5 giờ chiều nay thì diễn ra làm sao. Cho nên Bích Liên nắng níu cứ mong ba mình là còn chờ đợi. 7 giờ sáng Bích Liên liên lạc về, cho đến buổi chiều 5 giờ thì Bích Liên 4 giờ có mặt ngay parking, ngay chỗ đậu xe để 5 giờ vào cái chương trình của Cao Niên Á Mỹ. Thì thưa quý vị, kém 5 giờ thì ba Bích Liên tắt thở. Bích Liên đang ngồi ngoài xe thì ở bên Việt Nam gọi qua là ông nội vừa qua đời. Thì Bích Liên vừa nghe cái tin như vậy nhưng mà bắt buộc phải đi vào bên trong để mà cái chương trình diễn ra. Thì vẻ lẽ đó mà cô Lài thấy những giọt nước mắt của Bích Liên không cầm được, khi mà cô Lài mừng rỡ thấy hai cô cháu lâu ngày rồi gặp lại. Nhưng mà lúc đó trước nửa tiếng thì Bích Liên vừa hay tin ba mình qua đời. Bích Liên cố gắng dằn với cô Lài thôi, Bích Liên nói ba con mới qua đời. Nhưng Bích Liên lau khô những giọt nước mắt đó để ngậm vào trong lòng mình rồi đi dự trong cái chương trình và lên sân khấu. Lên sân khấu xong rồi Bích Liên xuống, 5 phút sau Bích Liên quay về là bay đi về Việt Nam để lo cho ba. Tôi có hai lời hứa đối với cộng đồng. Dạ. Cái lời hứa thứ nhất là tôi bằng làm mọi cách cho được cái chiếc xe hoa để diễn hành trên đại lộ Colorado trên thành phố Pasadena, vì cái cuộc diễn hành này lớn nhất nước Mỹ, có 1 triệu người tham dự và 450 triệu người theo dõi trên truyền hình. Vì tôi nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta lớn mạnh, chúng ta phải nói lên với thế giới rằng cộng đồng chúng ta đã thành công, là cái thứ nhất. Thì tôi đã làm hoạt tất được sau 8 năm vận động. Rồi sau đó thì vì khi mà tôi đi dự cái cách băng khánh thành cái làm Việt Nam ở bên Palawan đó cô, tôi với các khán giả, thì khi tôi qua bên đó tôi mới nghĩ rằng không có cái gì hơn là chiếc thuyền tị nạn. Thì tôi mới xin Sir Pascal Lê Thị Triếu giúp nói giúp với chính phủ Philippines cho tôi được một chiếc thuyền tị nạn để tôi để trong cái bảo tàng viện. Thì tôi sinh vào năm 1996. Thì sau 4 năm thì Sir Pascal mới lo được cho tôi. Thì trong cái lúc đó thưa cô, để đây tâm sự thêm với cô, để cô hiểu thêm về cái chiếc thuyền tị nạn cũng như quý khán thính giả. Sau khi tôi đến dự cái lễ cắt băng khánh thành cái làng Việt Nam, thì sau 4 năm là tức là năm 2000 thì được chính phủ Philippines chấp nhận để tặng cho tôi cái chiếc thuyền nó đương nằm ở bên Freedom Plaza ở bên Bataan. Như quý vị thấy, cô Lài nay đã năm coi như là 72 tuổi rồi, nhưng mà trong cái hoài bão của cô Lài vẫn luôn luôn muốn thực hiện và thành công cái sự hoài bão đó. Trong cái dịp này, tâm tình giữa cô cháu Bích Liên và cô Lài, Bích Liên hy vọng là khán thính giả của chương trình VGN của cô Lài ngày hôm nay, với dù ít dù nhiều, với tinh thần, với tài chánh, xin quý vị tiếp tục hỗ trợ và tiếp tay với cô Lài. Bích Liên nghĩ rằng tất cả chúng ta nếu như có một cùng cái khái niệm, ý niệm đó, hoài bão đó, thì chắc chắn công việc đó cũng không khó. Nhưng mà đối với cô một mình cô thì Bích Liên thấy rất là khó, thưa quý vị. Bởi vì cô đã miệt mài mang cái hoài bão đó lâu năm rồi, như quý vị thấy. 72 tuổi rồi, đâu có ai cần nghĩ đến quê hương đất nước làm gì ở đất khách quê người này. Có những người nói với Bích Liên như vậy, thưa quý vị. Nhưng đối với riêng cô Lài thì miệt mài bao nhiêu năm trời mà dùng chiếc tàu đó để đi hết 52 tiểu bang, để cho những người Việt của chúng ta cũng như cộng đồng Mỹ biết được cái chiếc tàu tị nạn của người Việt của chúng ta trên đất khách tự do này. Đó là cái điều mà hoài bão quá lớn, mà Bích Liên thì nghĩ rằng đây là một cái việc lớn quá. Thì Bích Liên nghĩ rằng chỉ có cộng đồng Việt Nam của chúng ta, chỉ có những người có cái tấm lòng hảo tâm và cùng với tiếp tay với cô thì mới thành cái hoài bão này như cô đã mong muốn. Như quý vị thấy, đây là sự mong muốn không phải chỉ riêng cô mà cho tất cả những người Việt của chúng ta trên toàn thế giới.
Bích Liên cũng cầu xin cho cô được thành công theo cái hoài bão của cô và được sự tiếp tay của tất cả mọi người Việt của chúng ta khắp nơi trên đất Mỹ này, đặc biệt là quý vị nào đang theo dõi chương trình và quý vị thấy 72 tuổi rồi chỉ có cầu nguyện cho chính bản thân mình, chỉ làm sao cho thân thể mình và tinh thần của mình nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cô vẫn tiếp tục phấn đấu theo cái hoài bão của cô. Thì Bích Liên nghĩ rằng đó là rất là cần sự hỗ trợ của tất cả quý vị trong cộng đồng người Việt chúng ta. Dạ. Thưa Hoa hậu Bích Liên cùng quý khán thính giả, sở dĩ tôi có một niềm tin vững chắc là vì trong những công tác, hai công tác lớn lịch sử của cộng đồng của chúng ta thì cũng được hết sự hỗ trợ của quý đồng hương. Dạ. Khi quý đồng hương nhận ra thì sẵn sàng giúp đỡ tôi. Dạ. Mà cái niềm mơ ước này không phải của riêng tôi, vì chúng ta có rất nhiều người để vượt biên vượt biển, thuyền nhân đi ra. Dạ. Thì cô nghĩ rằng và ngoài những vài thuyền nhân, những người khác cũng muốn góp tay vào lịch sử thì cũng góp tay vào chuyện của cô Lài, thì cô Lài vẫn có niềm tin. Dạ. Và vẫn hy vọng, vẫn có niềm tin thì cái cuộc này đã sẽ kết thúc một cái tốt đẹp. Dạ. Cơ phải không cô Bích Liên? Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Niềm tin mình có ở tương lai và hiện tại thì con nghĩ rằng mình sẽ đạt được. Con cầu chúc cho cô sẽ đạt được ước nguyện này sớm, thật là sớm, để cô có thời gian nghỉ ngơi, để cô có thấy rằng có ý nghĩa trong cuộc sống cô đã làm qua. Và Bích Liên cũng một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, cái sự tâm tình giữa cô cháu ngày hôm nay, cô Lài và Bích Liên trong chương trình VGN ngày hôm nay. Và hy vọng là quý vị tiếp tay với cô, và cũng Bích Liên cũng rất là muốn có cái cơ hội trở lại chương trình này để xin và gặp gỡ quý vị trong những cái chương trình thương mại của Bích Liên cũng như chương trình sắp tới của cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại. Xin cảm ơn cô Lai rất là nhiều đã cho Bích Liên cơ hội ngày hôm nay cũng như chia sẻ một phần nào về cái công việc của Bích Liên. Cảm ơn Hoa hậu Bích Liên, và thưa cảm ơn quý khán thính giả của đài đã lắng nghe suốt trong khoảng thời gian qua. Cảm ơn quý khán thính giả. Dạ, xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.